Đây là sau 25 ngày các bạn. Cỏ với cái ly này nó cũng có mọc lên mới nè. Đây. Cái ly này thì nấm nó mọc nhiều nhất luôn các bạn. Bạn thấy không? Cái nấm nó đã dài và cao rồi nè. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ thử trồng nấm kim châm từ gốc nấm nha các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên mình trồng, không biết kết quả sẽ như thế nào nha. Đây là bịch nấm kim châm mà mình mua ngoài chợ nè các bạn. Mình mua nấm mới nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cắt nấm ra nha các bạn. Cái phần thân thì mình sẽ lấy để ăn, còn cái phần gốc nấm thì mình sẽ đem đi trồng nha. Nấm này mình sẽ tách làm đôi ra, sau đó mình sẽ trồng vào hai cái ly. Cái dụng cụ hôm nay mình trồng là mình trồng trong cái ly nước mía nha các bạn. Ly nước mía mà loại size to để mình trồng nấm cho nó ngon các bạn. Cái ly này mình đã làm thủng vài lỗ để cho nó thoát nước nha các bạn. Hôm nay mình trồng nấm này là trong tro trấu. Cái phần tro trấu này mình mua ở cái tiệm bún gần nhà mình đó. Nếu các bạn không có tro trấu thì các bạn có thể trồng trong những cái giá thể khác nha. Mình cho tro trấu vào hai bên của cái cây nấm á, mình sau đó mình sẽ ép nhẹ nhẹ xuống nha các bạn, để cho khi mà mình tưới thì nó sẽ không bị ngã cây nấm của mình nha. Rồi khi mình tưới cái phần tro trấu rất là xốp, nó sẽ bị sẹp một xuống một chút nữa. Mình sẽ phủ lên trên phần nấm một ít, thêm một ít tro trấu nha các bạn. Tại vì nếu mà nó lòi gốc nấm ra khi mình tưới thì cái phần meo nó sẽ bay đi, mình nghĩ nó sẽ không lên. Cái lần đầu mình tưới nước á, thì mình sẽ tưới cho nó đủ độ ẩm luôn nha các bạn. Về nước tưới á các bạn, mình không nhất thiết phải mỗi ngày mỗi tưới nước nha. Các bạn xem nếu mà cái ly của mình còn đủ độ ẩm á, thì mình đừng có tưới. Còn khi nào mà độ ẩm mình thấy nó vừa nó bớt ẩm thì các bạn nên tưới nước nha. Tưới nhiều quá thì mình sợ nó sẽ bị úng hư cái nấm của mình nha các bạn. Nếu mà các bạn sợ tưới thừa nước á, mình sẽ để một cái giẻ khô hoặc cái khăn khô ở dưới cái phần hộp đựng nha. Thì sau đó mình sẽ bỏ cái ly nấm lên để cái phần khăn khô nó sẽ thấm ẩm cái phần nước này để cho nó không có bị úng cái phần cây nấm của mình nha các bạn. Cái phần nấm này á, mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha các bạn, bỏ trong cái ngăn rau củ á. Hãy cùng mình chờ kết quả như thế nào nha. Đây là kết quả nấm sau 20 ngày mà mình trồng nè các bạn. 20 ngày có những cây nấm nó mọc lên rồi nè.
Đây là kết quả cây nấm sau 25 ngày của mình nha các bạn. Bạn thấy không, cái nấm nó đã mọc lên rồi nè, đây nè, nó đã mọc lên. Đây là kết quả sau 25 ngày trồng nấm của mình nè các bạn. Mọc nhiều hơn, mọc li ti nữa nè. Đây là sau 25 ngày các bạn. Cỏ với cái li nè, nó cũng có mọc lên mới nè. Đây. Đây, để chỉ chích nhiều cái nấm nó mọc lên. Phần cái ly này thì nấm nó mọc nhiều nhất luôn các bạn. Các bạn thấy không? Cái nấm nó đã dài và cao rồi nè. Các bạn thấy không? Cái nấm nó đã mọc dài và cao rồi nè. Cũng có nhiều nấm con chỉ chích bên dưới nè. Cái này cũng nhiều nấm con chỉ chích lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mình sẽ cập nhật cái phần cây nấm này trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.